Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với nguyên âm. Các con hãy cùng mở sách của mình ra nhé. Nguyên âm đôi. Ôi. Thế thì đây là một trong 44 âm IPA đúng nào? Nguyên âm đôi là gì? Nó là sự kết hợp giữa hai nguyên âm đơn đúng nào? Bắt đầu bằng âm O và kết thúc bằng âm I đúng nào? Vậy đi, khẩu hình miệng của âm O của chúng ta. Mở rộng quai hàm và tròn môi của mình nhé. Các bạn hãy quan sát thật là kỹ miệng của cô Hà. O I O đấy, O chuyển sang I thành Ôi. Đấy chưa nhỉ? Ôi. Không phải là oi oi nhá, oi bức như tiếng Việt của chúng ta đâu. Mà cái bảng phiên âm quốc tế của chúng ta nó khác hoàn toàn với bảng chữ cái của người Việt. Chúng ta đừng áp dụng việc đọc tiếng Việt sang tiếng Anh nữa. Thế thì đầu tiên các con cần phải thay đổi là khẩu hình miệng và phát âm để chúng ta nói chuẩn nhá. Nào, các ba mẹ ơi, chúng ta hãy cùng quan sát và thực hành cùng với cô Hà nhá. Ôi. O, tròn môi, mở rộng quai hàm ạ. Và tiếp theo I, chúng ta đưa khẩu miệng về âm I. Chúng ta môi ra phía trước và đọc rõ cái âm I nhé cô nhé. Không phải là chỉ O không mà là Ôi. Ôi. Chi nào? Ôi. Very good, từ kiệt luôn nào. Rất tuyệt vời. Ôi. Very good. B. Ôi. Các ba mẹ và các con chúng ta luôn nhớ là đọc ở trong phiên âm hai dấu gạch chéo đúng nào? Cô đang đánh vần tiếng Anh nhá. Chữ đầu tiên là b, b. Chữ thứ hai là âm gì cả lớp ơi? Chữ thứ hai là âm gì nhỉ? Âm Ôi. Ôi, đúng nào? Kết hợp với nhau không? Boy. Đúng nào? Dễ không? Cả lớp đọc cho cô nào. Ôi. Very good. Thôi. Ôi. Thôi. Rồi bắt đầu nào, tay nhanh cho cô nào. Thôi. Hiệp Diệp Anh nào con. Thôi. Very good. Hay quá. Rồi, đọc tay luôn đấy. Đọc sắc luôn nhá. Khôi. Bạn nào có thể đọc cho cô nào. Khôi. Bạn nào hút hết. Khôi. Very good. Khôi. Đúng nào. Tiếp theo nào. Voice. Ok, Nhật Vượng nào. Nhớ là âm cuối đọc cho cô nha. Nó không phải là voi, con voi không mà nó sẽ có âm S ở phía sau. Các con đọc đầy hơi ra nhá. Voice. Voice. Good. Oil. Giơ tay cho cô nào. Minh nào. Oil. Very good. Oil. Đúng nào? Thêm âm ở cuối nào. Oil. 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 Very good. Từ tiếp theo nào. Join. 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 Phương Thảo nào. Join. Join. Very good. Tuyệt vời đúng nào? Cái âm của chúng ta ngày hôm nay đó. Thế thì cái bước đầu tiên sẽ học từng âm một. Bước thứ hai là các ba mẹ nhìn vừa nghe thầy cô ghép vào đúng không ạ? Đấy, khi mà thuần thục từng âm tiết một rồi chúng ta sẽ ghép vào với nhau và đọc chuẩn mọi âm dễ dàng, giống như là học tiếng Việt của chúng ta luôn. Tức là nhìn thấy phiên âm phát là đọc được luôn. Và cái nâng cao hơn nữa là gì ạ? Nhận diện quy luật phiên âm là chúng ta sẽ biết được những chữ cái nào, rất là nhiều chữ cái nào. Tại sao kem oi này lại được tạo bởi O và I đúng nào? Hoặc là O và I này đúng không? Thì đấy là những cái bước để giúp cho con là tự học được tiếng Anh. Nhưng cái nền móng đầu tiên chính là phiên âm. Muốn đánh vào được tiếng Anh thì phải nắm chắc 44 năm IPA.